cái đường hạnh sinh là hạnh là đem lại hạnh phúc. Chúng ta có dịp để tiếp lại các con cháu của chúng ta với các bài học tập làm sáng danh Chúa. Và chúng ta đã biết hội thánh có 20 em. Tôi xin đọc tên chúng ta, khi có tên chúng ta bước lên đây có kết quả học tập tốt. Nguyễn Ngọc Thủy Thương lớp 11, Lưu Trúc Bảo Phụng, Nguyễn Trần Lộc, Nguyễn Ngọc Hải Quyền, Nguyễn Vi Vũ, Quách Xuân Ái, Quỳnh Thị Kim Phụng, Nguyễn Trần Anh Thương, Phạm Ngô Ca Thương, Trịnh Trật Trung, Nguyễn Gia Bảo, Lê Phụng Nhi, Dung Gia Hân, Phạm Nguyễn Minh Thư, Phạm Nguyễn Anh Thư, Nguyễn Thị Nhã Ly, Phạm Ngọc Linh Đan, Bùi Quang Quy, Phạm Nguyên Khôi, Nguyễn Đặng Tấn Thịnh. Đó là các em chúng ta, con cháu của chúng ta có kết quả học tập tốt. Các cháu đã làm được một điều là làm sáng danh Chúa qua kết quả học tập của mình. Ước ao và giảng sáng hôm nay cũng sẽ khích lệ các con trong việc học lời Chúa, để lời Chúa sẽ khiến làm khôn ngoan. Mời chấp sự Lê Đình Thành cùng với tôi. Dân có mục sư ký sự ở đây, xin mời mục sư cầu nguyện cho các cháu để làm sao có kết quả học tập được tốt và nhiều hơn nữa thì các cháu nữa được. Chúng ta nhìn chung, chúng ta và thách đồng đứng lên để cầu nguyện. Chúa, cái điều của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng, đấng đầy lòng nhân từ thương yêu của chúng con. Cảm ơn Chúa đã trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ, chúng con được trải nghiệm cộng thái dịu dấu của Chúa. Chúng con được sự quan tâm lo liệu thương yêu của Chúa trong cuộc sống. Cảm ơn Chúa đã ban phước cho Hội Thánh Chúa ở tại Bình Thới có 21 em thanh thiếu niên đã học tập tốt, công quan chú ban và cũng đã học tốt trong trường. Và xin Chúa ban phước cho các em cứ luôn nhà về Chúa và phó thác đời sống mình trong tay Chúa, cầu nguyện với Chúa hàng ngày để đời sống của các em được Chúa ban sự khôn ngoan thông sáng, có thể học hành thánh tới và cũng có thể sống một đời sống đạo đức ở giữa học đường để làm sáng danh Chúa. Chúng con cảm tạ Ngài. Xin Chúa ở cùng ban phước cho cha mẹ và phụ huynh cũng được ơn Chúa để có thể chu toàn cái trách nhiệm thiêng liêng mà Chúa giao cho người cha người mẹ là sống gương mẫu, sống tốt đẹp và nhất là sống dẫn dắt con cái mình trong đường lối của Chúa, qua lời của Chúa, để rồi tất cả các em sẽ lớn lên trong sẽ trở thành công cụ trong nhà của Chúa Trời và làm vinh hiển danh của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng cho các em được sức khỏe bình an và Chúa lo liệu mọi điều có cần trên đời sống của các em. Chúng con cảm ơn Chúa, con hết lòng thành tâm cầu nguyện nhân danh của Chúa Giêsu Christ.
vâng.